tục thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bài tiếp theo của phần Unit 2 chương trình ngữ pháp lớp 5 của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ sửa bài số 7. Bài số 7 người ta yêu cầu là viết sang tiếng Anh các từ có âm U sau. Vậy bây giờ người ta đã ghi sẵn tiếng Việt rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết tiếng Anh vào thôi. Và cái phần này thì cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn trong cái video bài học trước. Thì bạn nào mà chưa nhớ thì mình có thể xem lại. Vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Quyển sách là gì các bạn? Book, book. Tiếp tục len là gì? Wood, wood. Và miếng gỗ là gì? Wood, wood. Và nhìn sẽ là look, look. Tiếp theo đầu bếp sẽ là cook, cook. Và tốt, giỏi sẽ là good, good. Và cái áo mà có cái nón á, thì sẽ là hood, hood. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lặp lại nhé. Book, wood, wood, look, cook, good, hood. Vậy thì đó là cái phần bài chúng ta điền vào, thì nó khá là đơn giản nên là các bạn sẽ điền vào nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái bài sau. Bài sau thì người ta yêu cầu là chọn một trong các từ trên điền vào chỗ trống. Như bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc bài và mình điền nhé. You can use rough and to make a bridge. Thì bạn sẽ sử dụng cái gì? Cái dây thừng và cái gì để làm thành một cây cầu các bạn? Gỗ đúng không nào? Sẽ là you can use rope and wood to make a bridge. Bạn sẽ sử dụng dây thừng và gỗ để làm một cây cầu. Tiếp tục, work in the kitchen. Thì bây giờ các bạn lưu ý cho cô là ai sẽ làm việc ở nhà, nhà bếp. A cook works in a kitchen. A cook work in a kitchen. Tiếp tục câu C. It's cold, so I wear a. Thì các bạn thấy là nó trời lạnh thì tôi mang cái gì? Tôi mang một cái áo có cái nón đúng không nào? It's cold, so I wear a hood. Tiếp tục câu D. I have a bone of. Tôi có một quả banh của cái gì nào? I will make a scarf. I have a piece of wood. I will make a scarf. Là như thế nào? Tôi giống như cái cuộn len á các bạn. Cái này quả banh, nhiều bạn nói là quả banh len, có nhiều bạn sẽ nói là một cái cuộn len được chứ nào. Có một cái cuộn len thì sẽ làm một cái khăn choàng được. Tiếp tục câu E. As your book page 60. Vậy thì như thế nào? Nhìn vào cái quyển sách của bạn trang 60 thì mình sẽ nói là look at your book page 60. Tiếp tục câu F sẽ là I like reading. Vậy thì dĩ nhiên là tôi thích gì? Tôi thích đọc sách thì sẽ là I like reading book. I like reading book. Vậy thì là mình đã hoàn thành xong rồi. Thì bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ qua cái bài số 8. Bài số 8 người ta yêu cầu của chúng ta là điền những từ còn thiếu, sau đó dịch sang tiếng Việt. Thì bây giờ cô sẽ điền như sau. Tomorrow là thiếu cái chữ O đó, đúng không các bạn? Tomorrow là ngày mai. Các bạn điền vào giùm cô nhé. Vậy tonight, tonight thì cô sẽ điền cái chữ I vào đây. Tonight là tối nay. Tiếp tục. This afternoon, this afternoon. Thì bây giờ các bạn nhớ là this afternoon thì nó thiếu chữ E nè. Các bạn điền chữ E vào giùm cho cô. This afternoon, chiều nay. Và tiếp theo đó chính là sun. Sun là mặt trời. Các bạn điền chữ U vào giùm cho cô. Next week là tuần tới. Vậy tuần tới thì cái chữ next week thì nó thiếu double E, thì các bạn điền double E vào giùm cho cô. Thì cái bài 8 thì nó khá là đơn giản luôn ha. Những cái từ rất là cơ bản này các bạn mình cố gắng là mình sửa vào giùm cho cô. Tiếp theo, chúng ta qua phần tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là sắp xếp câu. Vậy sắp xếp câu như thế nào? Người ta đã cho những cái từ gợi ý sẵn rồi và bây giờ người ta đảo lộn trật tự của câu thôi, nên là các bạn giờ mình sẽ sắp xếp lại giùm cô nha. Câu A người ta cho là lots of there things are to do. Thì cô sẽ làm như sau. There are lots of things to do. There are lots of things to do. Là có rất là nhiều việc phải làm. Tiếp tục câu B. Going to what land is tomorrow due? Thì ở đây có dấu chấm hỏi thì cô sẽ làm câu hỏi, thì cô sẽ làm như sau. What is land going to do tomorrow? What is land going to do tomorrow? Là land sẽ dự định làm cái gì vào ngày mai. Tiếp tục câu C người ta cho là she when is to come going home. Thì người ta cho cái này thì bây giờ có dấu chấm hỏi thì cô sẽ làm như sau. When is she going to come home? When is she going to come home là khi nào cô ấy dự định sẽ đi về nhà.
À, về đến nhà. Rồi, tiếp tục. Câu D. Người ta cho là going to our day seafood eat tonight. Thì cô sẽ làm như sau. Tại đây không có dấu chấm hỏi thì cô sẽ làm một cái câu bình thường. They are going to eat seafood tonight. They are going to eat seafood tonight. À, là họ dự định sẽ như thế nào các bạn? Ăn cái gì? Ăn đồ biển vào tối nay. Tiếp tục câu E. Người ta cho là a present Xuân going to is buy me. Thì sẽ làm như sau. Xuân is going to buy me a present. Xuân is going to buy me a present. À, thì là Xuân sẽ dự định mua cho tôi một cái gì? Một cái món quà. Một cái món quà được chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ qua câu F. Câu cuối cùng người ta cho là afternoon wishes tomorrow he is going to is a museum. Thì mình sẽ làm như sau. He is going to visit a museum tomorrow afternoon. À, thì là anh ấy sẽ dự định ghé thăm gì viện bảo tàng vào buổi chiều ngày mai. Chiều ngày mai được chưa nào? Tomorrow afternoon. À, ok, thì đây là cái phần bài số 8 của chúng ta. Thì bây giờ các bạn nhớ là mình phải sửa vào nhé. Thì ở đây người ta mình không có cần chỉnh đổi gì cả. Người ta chỉ đảo lộn vị trí thôi. Nên các bạn chỉ cần sắp xếp sao cho nó phù hợp nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ qua cái bài bên đây. Thì bài bên này thì người ta yêu cầu là match the begins and the ends of the sentence. Bây giờ mình sẽ nối cái câu bắt đầu và cái câu kết thúc. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc ha. She isn't wearing shoes. À, thì cô ấy là không gì? Đang không mang giày. Tiếp tục, câu thứ người ta nói là gì các bạn? He's swinging on his chair. Là giống như là anh ấy đang là đung đưa ở trên cái ghế ngồi của anh ấy á. Tiếp tục, she's climbing on the table. Vậy thì là cô ấy nào đang trèo lên trên cái bàn á. Tiếp theo, câu number 4 người ta cho là they have a glass of water. Là họ có một cái ly nước. Vậy bây giờ mình qua cái phần bên này để coi như thế này mình nối cho đúng ha. Câu A người ta sẽ cho là is going to go on the computer. Thì giống như nó sẽ đổ ra ngoài cái máy tính á. She's going to hurt her feet. À, thì là cô ấy sẽ, có thể là cô ấy sẽ bị đau chân. Tiếp tục, he's going to fall and hurt himself. Và anh ấy như thế nào, có thể là bị té và sẽ làm đau chính anh ấy. Câu D thì nó sẽ là she's going to fall out the window. À, thì có thể là cô ấy sẽ bị rớt ra ngoài khỏi cái cửa sổ. Vậy thì bây giờ mình ta sẽ cùng nhau nối nhé. She isn't wearing shoes. Cô ấy không mang giày thì dĩ nhiên cô sẽ nối với ở đây người ta nói với câu B thì cô ấy như thế nào. She's going to hurt her feet. Không mang giày sẽ dẫn đến gì, cô ấy sẽ bị đau chân. Tiếp tục, He's swinging on his chair. Thì cô sẽ nói với câu C. He's going to fall and hurt himself. Thì anh ấy đung đưa trên cái ghế thì anh ấy như thế nào có thể bị té và làm bị đau. Tiếp tục câu number 3. She's climbing on the table. À, vậy cô sẽ nói với câu D. She's climbing on the table. She's going to fall out the window. Thì cô ấy trèo lên cái bàn thì có thể là cô ấy bị rớt ra ngoài cái cửa sổ, đúng không nào? Tiếp tục number 4. They have a glass of water. It's going to go on the computer. Họ có một cái ly nước thì nó sẽ như thế nào? Giống như nó tràn, nó đổ ra ngoài cái máy tính, đổ lên cái máy tính. Thì đó là cái phần bài làm của chúng ta hôm nay. Thì bây giờ các bạn mình sẽ xem và mình sửa bài vào dùng cho cô nhé. Thì tiếp tục cái phần cuối cùng thì chúng ta sẽ qua bên phần bên đây. Bài cuối cùng hôm nay thì để bài yêu cầu là complete the sentence. Use the present symbol or the present continuous. Thì mình sẽ sử dụng cái thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài. Number 1. Lucas does boy. He is running really fast. Lucas does boy. He is running really fast. Vậy thì là mình sẽ nhìn vào cái bạn trai kia, bạn ấy chạy rất là nhanh. Thì bây giờ các bạn thấy là từ Lucas does boy nó có dấu chấm than không nào? Là dấu hiệu nhận biết của thì gì các bạn. Thì hiện tại tiếp diễn thì mình sẽ chọn là is running, được chưa nào? Tiếp tục number 2. Tania and her sister are staying with us today. Vậy thì cô thấy cái chữ today này, cô biết là dấu hiệu nhận biết của cái thì gì các bạn? Nó tiếp diễn đúng không nào? Thì là bạn Tania và her sister như thế nào? Đang ở đây với chúng tôi, được chưa? Thì sẽ là are staying, tại vì đây là hai người nên cô sử dụng are staying.
Tiếp tục câu C. You can't play on the computer. Bạn không thể nào chơi trên máy tính được. Dad is using it. Bởi vì ba đang sử dụng nó. Các bạn nhớ nha. À, không có thể sử dụng máy tính bởi vì có một người đang sử dụng rồi. Nên là mình không sử dụng được nữa. À, nên cô sử dụng là is using. Is và chữ use thì mình thêm verb in vào is using. Tại vì dad là sử ít nên là mình sử dụng là is nha các con. Tiếp tục. Number 4. Usually our teachers don't give us much homework. Vậy thì các bạn nhìn vào đây cô thấy chữ usually thì cô sẽ sử dụng là gì thì hiện tại đơn. Vậy thì các bạn nhớ là our teachers, các bạn thấy chữ F phía sau không? Thì nó là số nhiều thì cô sử dụng là don't chứ không phải là doesn't. Tại vì ở đây có chữ not nên mình phải mượn trợ động từ. Vậy đây chủ từ số nhiều nên cô sẽ mượn là don't give. Tại vì khi đã mượn trợ động từ thì động từ đi về nguyên mẫu là don't give us much homework thì là giáo viên không có đưa nhiều bài tập đúng không nè. Tiếp tục câu number 5. Number 5 thì cô sẽ làm như sau. It is my birthday today. Thì hôm nay là sinh nhật của tôi thì cô sẽ sử dụng chữ is nha. It is my birthday today. Và tiếp tục câu number 6 thì cô sẽ sử dụng là Leo is listening to the radio. Leo is listening to the radio. Tại vì sao Leo đang nghe cái gì? Radio á, đài thu sóng đúng không nào? Thì có mấy cassette rồi đó. Bạn Leo này đang nghe đúng không? Thì cô sử dụng là Leo is listening. Tiếp tục number 7. Number 7 thì các bạn nhìn vào đây. Nguyên câu thì cô sẽ sử dụng là thì hiện tại đơn. Tại vì I walk to school every day thì cái này là cái hành động thường xuyên rồi. Cái hành thường xuyên mỗi ngày đều đi bộ đến trường. I walk to school every day. Tiếp tục câu number 8. Carla. Các bạn thấy chữ like không nào? Kiểu like thì các bạn nhớ là cô sẽ sử dụng là cái một cái sự thật hiển nhiên là bạn Sala này đang là rất là thích salad thì cô sẽ sử dụng thì hiện tại đơn thì chữ like thì vì color này là số ít nên cô chữ like thì cô thêm s là color likes salad but she she như thế nào cô sẽ cũng sẽ sử dụng thì hiện tại đơn luôn và she ở đây có chữ not nha các bạn nha, nên cô sẽ mượn chủ động từ do hoặc does nhưng mà chủ từ của chúng ta là she thì cô sẽ mượn là doesn't. Vậy doesn't eat but she doesn't eat in winter but she doesn't eat in winter thì là cô ấy sẽ không ăn vào mùa đông đâu. Tiếp tục câu cuối cùng mom cô sẽ làm như sau. Mom is taking on the phone right now. Mom is taking on the phone right now. Thì cô thấy chữ right now thì cô sẽ biết là đây là dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại tiếp diễn nên cô sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là động từ to be cộng verb in. Vậy mom rồi số ít thì cô sẽ là mom is talking on the phone right now là đang nói chuyện điện thoại đúng không nè. Vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bài của mình rồi. Bây giờ các bạn mình sẽ cố gắng sửa bài vào dùng cho cô nhé.